Kính chào thầy và các bạn, em tên là Nhật Tân, học IK45. Thì hôm nay sau khi học xong chương The Nervous System, em xin phép được giải một câu trong đề tiếng Anh liên quan đến chương này về hệ thần kinh. Em sẽ phép đọc câu hỏi. Question 10. Function of smooth muscle, cardiac muscle, organs and glands are regulated by what system? A. Parasympathetic. B. Sympathetic. C. Central nervous. D. Autonomic. Thì trong câu hỏi này có hai keywords. Thứ nhất đó là function, và thứ hai đó là regulated. Function theo dịch nghĩa của từ điển Cambridge có nghĩa là the natural purpose of something. Còn regulated có nghĩa là sự chi phối, điều khiển hay là hoạt động, hay là quy định hoạt động. Vì thế, em xin phép dịch câu hỏi có nghĩa là sự vận hành, hoạt động của các cơ trơn, cơ tim, các cơ quan và tuyến trong cơ thể được điều khiển bởi hệ thống nào? Thì trước tiên xin mời thầy và các bạn xem qua một đoạn clip nhỏ về vấn đề này. The autonomic nervous system, or ANS, is the part of the nervous system that regulates activities of internal organs. The ANS is largely autonomous, acting independently of the body's consciousness and voluntary control. It has two main divisions, sympathetic, SNS, and parasympathetic, PSNS. In situations that require alertness and energy, such as facing danger or doing physical activities, the ANS activates its sympathetic division to mobilize the body for action. This division increases cardiac output, accelerates respiratory rate, releases stored energy, and dilates pupils. At the same time, it also inhibits body processes that are less important in emergencies, such as digestion and urination. On the other hand, during ordinary situations, the parasympathetic division conserves and restores. It slows heartbeats, decreases respiratory rate, stimulates digestion, removes waste, and stores energy. The sympathetic division is therefore known as the fight or flight response, while the parasympathetic division is associated with the rest and digest state. Sau khi coi clip thì chúng ta đã có thể dễ dàng giải thích được câu hỏi. Như chúng ta đã biết thì trong cơ thể con người được điều khiển bởi hệ thần kinh thứ nhất đó là hệ thần kinh trung ương, và thứ hai đó là hệ thần kinh tự chủ. Thì hệ thần kinh tự chủ bao gồm cả phần giao cảm và phó giao cảm, và cả hai phần này đều tham gia vào chi phối hoạt động của các cơ trơn, cơ tim, cơ quan và tuyến trong cơ thể. Vì vậy, đáp án của câu hỏi này đó là câu D, hệ thần kinh tự chủ hay hệ thần kinh thực vật. Câu A và câu B thì nó đều thiếu chính xác. Câu C thì hệ thần kinh trung ương tham gia vào điều khiển cơ thể thông qua 12 đôi dây thần kinh sọ như là thính giác, thị giác, khứu giác. Cho nên là câu C không liên quan đến câu hỏi này. Về định nghĩa của hệ thần kinh tự chủ, Autonomic Nervous System, theo từ điển Cambridge là the part of the nervous system that control autonomic processes such as breathing, digestion, and beating of the heart. Qua cái định nghĩa này thì nó càng củng cố cho cái độ chính xác của câu trả lời của chúng ta hơn. Vậy thì em sẽ nhắc lại câu hỏi và câu trả lời của bài tập này, đó là sự vận hành, hoạt động của các cơ trơn, cơ tim, cơ quan và tuyến trong cơ thể được điều khiển bởi hệ thần kinh tự chủ, trong đó bao gồm cả hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm. Dưới đây là một cái hình ảnh minh họa về thần kinh giao cảm và đối giao cảm. Thì trong hình chúng ta có thể thấy phân hệ đối giao cảm hàng ngày điều khiển các hoạt động diễn ra bên trong cơ thể. Phân hệ giao cảm cũng điều khiển các hoạt động bên trong cơ thể khi trạng thái căng thẳng. Như chúng ta có thể thấy như là phân hệ đối giao cảm thì làm giảm nhịp tim, tăng nhu động dạ dày. Còn phân hệ giao cảm thì làm tăng nhịp tim và giảm nhu động dạ dày. Phần trình bày của em đến đây hết. Cảm ơn các bạn và thầy đã lắng nghe.